Chào anh em, cảm ơn anh em đã ghé xem video clip của mình. Thì chúc anh em một ngày vui vẻ, tốt lành. Thì đây là cái lục anh em, lục inox mà mình cũng mới mua gần đây thôi. Thì mình cũng rất là ưng ý, tại vì lò xo nó rất là mạnh và rất là nhạy anh em. Nhạy, mình bẫy cũng dính nhiều chim. Nhưng gần đây mình phát hiện là lưới của nó quá thưa anh em, lưới của nó thưa quá. Cho nên mình vẫy dính nhiều chim mà cũng sảy nhiều chim lắm anh em. Nhiều khi dính hai con là sảy hết hai con, dính ba con sảy ba con luôn. Chim vừa mới sập vô lục là mình đi lại là nó chui ra thoải mái luôn. Cho nên mình đã quyết định là mình bỏ lưới của nó. Bây giờ lưới của nó mình bỏ hết rồi anh em, mình cắt mình bỏ rồi, mình sẽ thay bằng lưới khác. Thì mình cũng có tìm hiểu cách đan lưới lục lồng bẫy chim, nhưng mà mình cũng đã làm thử và nói chung mình không có năng khiếu anh em, không có cái qua tay, cho nên mình đan lưới xấu dữ lắm, làm không có được. Và mình đã lỡ cắt lưới rồi thì mình rốt cuộc là mình tìm lưới khác để mà mình úp lên rồi mình nứt lại, giống như giống như mình buộc lại anh em. Nhưng mà mình sử dụng lưới này nha anh em. Đây là có 5k thôi, 5.000 đồng thôi. Tại sao nó rẻ gì mà rất là chắc chắn anh em, rất chắc chắn và điều gì. Lưới này là hơn một phân nè, khoảng một phân hai gì đó. Thì nóc mít húp mật sâu đầu đỏ, hít khô bất kỳ là không bao giờ lọt được lưới này nha anh em. Nhưng mà người ta đưa bằng máy hay gì nó rất là đều, rất là đẹp luôn. Đây là tại sao có 5k, là nói chung là cái này là cái nùi rửa chén anh em. Lưới người ta bán để rửa chén á, mình mua mình lựa miếng nào nguyên rồi nè. Cái miếng này nguyên là thường á thì nó bị lủng bị rách điện nhăm nhăm nhăm, cho mình lựa chỗ nào nguyên mình là miếng nào nguyên mình lấy. 5.000 bạc thôi. Mình về mình thay. Thì nói chung là mình tại sao mình dám thay như vậy là tại vì mình cũng đã có thay rồi anh em. Mình có cái lục cùi bắp, lục kẽm thôi. Thì lưới cũng rách nát hết trơn rồi, mình thì không biết đan nữa, mà ở đây là không có mướn ai là đan lưới được trơn. Mình có thay cái lục kẽm của mình nè anh em. Cái lục này là mình thay mới thay đây. Đối với lục kẽm thì dễ lắm, mình mở mấy cái gọng này ra rồi mình cắt miếng lưới vừa vặn, mình lòn vô rồi mình để lại, anh em thấy rất là đều, rất là đẹp nè. Và mình cũng đã đi bẫy rồi, đi bẫy dính ok, không có con nào chạy thoát hết trơn. Thì mình quyết định làm luôn với cái lục inox này. Cái lục inox này thì mình không có thể nào mình gỡ từng cọng ra mấy cái gọng này ra được, tại vì inox mà bẻ ra bẻ vô mình sợ nó gãy rồi mình không có làm lại được. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ đắp vô nè, mình cắt mấy cái miếng lưới vừa dưới nó nè, nó như thế này. Rồi mình dùng cái dây ni lông đó nhìn anh em, nhà mình dùng cái dây ni lông với cái lẹm này nè, mình sẽ buộc nứt vòng 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 lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cho anh em xem nha. Nói chung là cái lục này là mình bẫy sâu 5 màu với sâu đầu đỏ là nó sảy hết, gần hết luôn, chỉ có hít cô là không sảy thôi. Cho nên bắt buộc mình phải làm vấn đề này rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nứt lại làm cho anh em xem, mình chỉ bỏ buộc vòng vòng thôi chứ không có gì hết anh em. Làm mỗi lần một bên chứ không làm hai bên luôn được nữa, khổ vậy đó. Rồi chịu khó thôi chứ sao vậy.
sẽ bắt đầu buộc ở giữa thì mình sẽ buộc ngang đè xuống ở dưới để chim nó không lòn từ bên đây qua bên kia được. Giờ mình đã cắt miếng lưới nó vừa vặn rồi, giờ mình chỉ có việc là mình nứt lại thôi. Rồi để khi nào hoàn thành mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha, để đỡ tốn thời gian. Đây các bạn, đây là sau một thời gian mà xỏ rút này kia thì mình cũng thay lưới xong cho cái lục inox này nha các bạn. Giờ mình thay lưới thì các bạn thông cảm là mình không có quay cụ thể cho các bạn, nhưng mà các bạn thấy nè, mình chỉ cắt hai miếng lưới thôi, và mình nói chung là mỗi một cái mắt lưới là mình thắt rút vô trong cái gọng của cái lục gì thôi. Bây giờ là mình dán keo mình cố định những cái mắt này, tại vì dây ly lông á mình thắt rút nó không khéo á, nó sẽ chạy thì nó dồn lưới thôi, mình chỉ đề phòng thôi. À, như vậy là coi như là tương cơ đối cơ bản là xong. À, cái chỗ này á thì cái chỗ đầu lục này thì mình đem hai cái mắt lưới nó dạt xa ra để tránh cái chỗ gài móc nè, lên xuống nó bị rách lưới. Mình cố định hai đầu này lại. Rồi những cái phản rút ở giữa nè các bạn, mình buộc một vòng từ đây qua đây để cố định lưới sát xuống dưới cái mặt lục để cho chim nó không chui từ bên này qua bên kia. Và cái lục này thì mình đã thay vừa xong rồi các bạn, nhìn thì về mặt thẩm mỹ thì cũng không tới nổi tồi, và nói chung lục này thì mình mới vừa làm xong, mình chưa test, nhưng mà đối với mặt lưới này thì không thể sảy chim được. Còn cái lục cũ mình đã đưa cho các bạn xem đó, lục đó là mình đã đi bẫy rồi và sảy hai con luôn, và đã dính hai con luôn và không bao giờ sảy được nha các bạn. Thì đây là cách chia sẻ của mình không có ý là chỉ dạy ai hết, nhưng mà mình chỉ chia sẻ những cái cách làm của mình các bạn. Nếu bạn nào mà cùng cảnh ngộ mà thấy làm như vậy là có hiệu quả thì các bạn làm theo, còn nếu không thì các bạn xem chơi cho vui thôi. Cuối lời cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào thân ái, chào tạm biệt các bạn. Wow.
Xong giờ thì chỉ có việc là đem lục đi bẫy chim thử thôi. Đây nó vẫn còn có độ trùng. Hy vọng là sẽ được như ý. Thay lưới 5k.